một cái tên gắn liền với những sự kiện liên quan tới Trường Sa, Hoàng Sa. Đó là tên của một người dành chọn cả đời mình nghiên cứu, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo này. Ông là tiến sĩ Nguyễn Nhã, người khởi xướng chương trình xây dựng tủ sách Hoàng Sa, Trường Sa, cũng là người có luận án tiến sĩ mang tên Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một luận án được ông bắt tay vào thực hiện khi đã về hưu. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình không thể lãng quên của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là một chương trình đặc biệt, bởi vì ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị khán giả cùng chúng tôi trò chuyện với tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, người Việt Nam được đánh giá là suốt cả một đời mình nghiên cứu về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã nhận lời mời của chương trình Không Thể Lãng Quên để cho quý vị chúng tôi đoán rằng một cuộc trò chuyện sẽ vô cùng thú vị ngày hôm nay về chủ quyền của chúng ta ở Hoàng Sa và Trường Sa. Xin mời chú hãy nói điều gì với quý vị khán giả trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện nào. Như vậy là cũng gần 40 năm rồi từ khi mà tôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Tôi vẫn cho là vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa là rất rất quan trọng. Vâng, đó là một khoảng thời gian rất là dài ạ. Và lý do vì sao tiến sĩ lại chọn nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam? Cái nguyên nhân mà trực tiếp đó là cái biến cố ngày 19 tháng Giêng 1974, thì tôi được cái tin là Trung Quốc đã cưỡng chiếm cái Hoàng Sa, Trường Sa. Thì tôi cảm xúc thật sự. Và tôi, với lúc giờ tôi là chủ biên cái tạp can Sử Địa, thì tôi đã có một cái quyết định là phải đi tìm hiểu sự thật về cái chủ quyền của Việt Nam như thế nào. Thì lúc bây giờ đó có nhiều người trong ban biên tập thì có ý là không muốn, là vì lúc bây giờ nó thành vấn đề thời sự chính trị, mà cái tạp chí chuyên môn của chúng tôi đó, mà nếu mà lại dính đến vấn đề thời sự thì cái giá trị của chuyên môn nó giảm đi. Nhưng mà tôi nghĩ vấn đề đó là nó rất quan trọng, hệ trọng đến cái nước Việt Nam, và tôi đã quyết định. Thế và tiến sĩ muốn kể với quý vị khán giả điều gì về những cái mốc quan trọng trong cả cái hành trình nghiên cứu chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa của tiến sĩ ạ? Cái ngày 20 tháng Giêng 1975 đó, thì tôi đã phát hành cái số đặc khảo, là nó sưu tầm tất cả những tài liệu về vấn đề chủ quyền, các sử liệu. Thứ nhất là cái sử liệu Việt Nam, sử liệu phương Tây. Và sau này, đã sau 75 đó, thì có những đoàn nghiên cứu ở Hà Nội vô, thì có nói là rất nhiều người, trong đó ông Tố Hiếu đã đánh giá rất cao cái mục của phân tích về Hoàng Sa, Trường Sa. Và sau đó thì rất nhiều những nhà nghiên cứu đến nghiên cứu về vấn đề biên giới, ở trong đó có vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Trên bàn của chúng ta có một cuốn rất là dày ạ. Có phải chăng là đây là tập hợp tất cả những cái bài về đặc khảo Hoàng Sa không ạ? Vâng. Thế thì đây, cái này mình xem. Vâng. Thưa quý vị khán giả, đây là cuốn đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa mà tiến sĩ Nguyễn Nhã vừa mới nhắc đến. Ở trang đầu tiên của cuốn đặc khảo này thì tiến sĩ Nguyễn Nhã đã viết như thế này ạ. Kính dâng các vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, v.v. Với lời cầu nguyện chân thành, quê hương yêu dấu sớm được thanh bình, người Việt thương yêu nhau và thật sáng suốt trong công cuộc bảo vệ quyền lợi tối thượng muôn đời của dân tộc Việt Nam. Và chúng tôi cũng hiểu rằng với cái lời bạc ban đầu dành cho cái cuốn sách đặc biệt này ạ, thì tiến sĩ Nguyễn Nhã đã gửi vào đó tất cả tấm lòng mình, lòng yêu nước của một con người, quyết tâm bắt tay vào một cái công việc mà chúng tôi đoán ạ, không dễ dàng gì ạ. Thưa quý vị khán giả, tiến sĩ Nguyễn Nhã còn có một triển lãm rất là đặc biệt, đó là triển lãm về Trường Sa và Hoàng Sa. Và những hình ảnh của triển lãm này vẫn còn được lưu giữ ngay trong chính căn nhà của tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã đã dành cả đời nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa, bởi như ông đã từng tâm sự, ông làm điều đó không chỉ với trách nhiệm của một nhà nghiên cứu lịch sử, mà còn là của một người công dân Việt Nam. Ông muốn làm điều gì đó cho Tổ quốc để làm tròn nghĩa vụ của một công dân. Tủ sách Hoàng Sa, Trường Sa ra đời vào năm 2008, đánh dấu quãng đường hơn 40 năm nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa của ông. Người vợ Tảo Tần của ông hiểu đam mê của một nhà sử học nặng tình với Hoàng Sa, Trường Sa, nên bà cũng hết lòng với việc lưu giữ những tài liệu quý. Với ông bà, đây là vốn quý của một đời người, và con cháu luôn tự hào với những gì đang có trong căn nhà của cha mẹ. Luận án tiến sĩ của ông Nguyễn Nhã là một nghiên cứu lớn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Có thể nói, đây là công trình mà tiến sĩ Nguyễn Nhã ấp ủ nhiều năm để rồi hoàn thành nó, khi những người như ông đã có thể tự cho phép mình nghỉ ngơi an nhàn sau nhiều năm làm việc. Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đó là đề tài luận án tiến sĩ của tiến sĩ Nguyễn Nhã vào năm 2003. Cái luận án là tiến sĩ quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa, thì tôi lại nghĩa là lấy những cái tài liệu mà những người bắt đầu nghiên cứu mới phát hiện, thì trong đó là có những cái tài liệu của Trung Quốc thời gian mà đầu thế kỷ thứ 7 cho đến đầu thế kỷ 19 ấy, là một cái quá trình mà xác lập, nhưng với tính cách là một cái đội dân binh Hoàng Sa và đội Bắc Hải đấy. 1826 là vua cử cái thủy quân với sự hỗ trợ của cái dân binh Hoàng Sa đó đi cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền, rồi là đào giếng, rồi là trồng cây, rồi là, và hàng năm thành lệ. Và do đó tôi thấy rằng là cái tính nhà nước nó quá rõ rồi. Cho đến 1838 thì chính vua Bảo Đại đó, cái vua cuối cùng đó của Việt Nam, thì đã có những cái văn bản mà thay đổi cái hành chính của Hoàng Sa, tức là sát nhập, nghĩa là như vậy là vào Thừa Thiên, ngày trước đây là Quảng Ngãi mà. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, liên quan tới chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, thì chúng ta cũng có nói rất nhiều tới một cái lễ ở trên đảo Lý Sơn, đó là lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Vâng, tiến sĩ có thể nói gì về cái lễ này? Những người mà gọi là dân binh ấy, suốt mấy thế kỷ đó, thì đi thì dễ mà khó về được họ. Vì vậy cho nên là người thân nhân của họ cầu mong đó, để mà qua cái thế hình nộm đó. Nhưng mà có rất nhiều cũng người mà bỏ mạng. Vì vậy cho nên là để tưởng nhớ đến những người mà đã hy sinh về vấn đề Hoàng Sa đó, thì người ta làm cái mộ gió, tức là cái mộ đó không có chôn hình hài. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, công trình mới đây nhất của tiến sĩ về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là công trình nào? Tôi nghĩ rằng là cái sự thực lịch sử này phải được phổ biến rộng rãi. Và nhân cái chuyến mà tôi đi, nhà tôi với tôi đã đi dự đám cưới hụt của cháu tôi, cháu ông với cháu bà đấy, mà rồi tôi đã kết hợp đó, thì tôi chuẩn bị như vậy là toàn bộ những cái tài liệu của về luận án của tôi và những cái gì cập nhật đó, tôi dịch ra tiếng Anh, 499 trang, thì có cái bản tóm tắt của các thư. Để tôi đưa cho cái hội nghị lý quốc gia, hội nghị lý quốc gia Mỹ ạ. Rồi tôi đến cái văn phòng quốc hội Mỹ, ông thượng nghị sĩ John McCain này, và đặc biệt là cả cái trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế đó của Mỹ nữa, thì tôi cũng đưa. Thì sau khi mà tôi đưa cái tài liệu đó, thì tôi mới tổ chức nhiều buổi nói chuyện. Cái chủ đề của tôi đó nó là chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa qua hồ sơ tư liệu. Trước đó thì tôi đã buổi nói chuyện ở Canada đó, do tiến sĩ Phạm Gia Thủ tổ chức cho tôi đó. Rồi là ở bên Washington DC, Virginia, tôi tổ chức như vậy là hai buổi
Rồi đến San Jose là cái cuối cùng là có một buổi nữa. Vâng. Tiến sĩ Nguyễn Nhã lập hẳn một trung tâm dữ liệu về Hoàng Sa, Trường Sa nhằm cung cấp những tài liệu quý giá và phong phú cho những người muốn nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa đỡ tốn công sức, nhất là giới trẻ đang học tại các trường đại học, muốn làm các bài thuyết trình hay luận văn nghiên cứu hoặc luận án tiến sĩ, thạc sĩ. Nếu bạn trẻ nào còn muốn nhiều hơn nữa, ông sẵn lòng bỏ thời gian hướng dẫn tỉ mỉ với mục tiêu là ngày càng có nhiều hơn những người tiếp bước để nghiên cứu, quảng bá sâu rộng, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, tiến sĩ đã dành hơn 40 năm của cuộc đời mình để nghiên cứu về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Và điều gì là điều mà tiến sĩ Nguyễn Nhã muốn nói với người Việt Nam nhất ạ về Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta? Thứ nhất là vấn đề mà mình luôn luôn khẳng định cái chủ quyền của mình. Và bất cứ cái hoàn cảnh nào thì cũng giống như cái người mà dân binh Hoàng Sa đó, thì người ta đi dễ mà cũng khó về, nhưng mà luôn luôn là có cái nhà nước cũng có cái chính sách rất là rõ, như là trước đây là cấp lương thực cho người ta đi, và cứ thế đi dễ khó về dù mấy chăng nữa thì ta vẫn cứ đi. Và nhưng mà tôi nghĩ rằng là để muốn giữ lại cái Hoàng Sa cũng như là Trường Sa của mình thì phải xây dựng nội lực thôi, và nội lực mà có hùng cường đó, thì ta không sợ. Và như vậy mỗi người Việt Nam phải có một kế hoạch nhỏ xây dựng cái nội lực của mình. Quả là một lời khuyên rất là hay ạ. Yeah. Muốn bảo vệ Tổ quốc, muốn giữ vững chủ quyền của đất nước ạ, thì chúng ta phải hiểu đất nước mình, phải yêu đất nước mình. Không chỉ là một nhà lịch sử chuyên nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa, tiến sĩ Nguyễn Nhã còn có niềm đam mê nghiên cứu về văn hóa, ẩm thực, nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Tất cả những điều ấy cho ông nền tảng vững chắc để nghiên cứu về những vùng đất của cha ông và đem những nghiên cứu ấy tới với bạn bè quốc tế. Ông có nhiều cách mang Việt Nam ra với thế giới rộng lớn, và một trong những cách ấy là ẩm thực Việt. Ông và vợ mình đã từng đi nhiều nơi giới thiệu các món ăn truyền thống Việt Nam, tự tay làm các món ăn ấy dành cho bạn bè quốc tế, những người tới để nghe ông nói về văn hóa Việt Nam, về chủ quyền của Việt Nam, về tình yêu của một con người cả đời đau đáu một nỗi niềm. Làm sao để các thế hệ sau được sinh ra trên đất nước này hiểu và yêu Việt Nam như máu thịt, và nguyện làm tất cả cho tròn trách nhiệm của một công dân Việt. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã về chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, đúng như tiến sĩ Nguyễn Nhã đã nói, mỗi người dân chúng ta hãy tự chuẩn bị cho mình nội lực trong chính mỗi con người. Có như vậy, chúng ta mới có thể có sức mạnh đoàn kết nhau lại, và chúng ta mới làm được điều thiêng liêng nhất, đó là bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.